Hello các bạn, hôm nay tôi chập chạy xe trong rừng các bạn, tập lái chạy xe trong rừng các bạn. Bắt đầu cho chạy xe đạp, tôi chạy giờ đã chạy xe Honda sao cả, ở bàn xem nha. Cái chòi chưa đóng xong rồi các bạn, mấy bữa nay mưa quá chưa đóng các bạn đó. Cái đường lên chòi cây không à, từ nãy là lấy xe chạy lên cái chòi, tập chạy trên cái cây này, trên rừng này cây quá rồi các bạn, chạy khó chạy lắm, tập chạy thử cho quen, đừng mốt lên chòi các bạn. Chưa đóng xong các bạn,
hết hết đinh rồi các bạn. Tới mùa đinh là đóng chòi nữa các bạn xem. Hello các bạn ơi, hôm nay tôi lên rừng tập chạy trên rừng mà lên cái chòi các bạn. Đường thất chạy quá các bạn, tập chạy thử coi được không, chạy khó quá. Thôi kệ, mà cũng ráng tập chạy chạy trong rừng, đừng có móc mình lên cái chòi các bạn, cây không các bạn. Thôi giờ tôi dừng video ở đây nha các bạn, nhớ vô đăng ký xong cái chi vô lắp cho các bạn. Thôi bye bye, xin chào.